Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Đi vô đây béo. Con cái lì như quỷ à. Mày khóc cái gì? Đi coi. Mày im. Mày khóc hay mày cười vậy? Dạ con đang khóc. Khóc cái gì? Hết vé mà khóc cái gì? Vô đi ngồi đi. Vô đi ngồi tôi biểu. Đi ơi. Đi dắt con đi đâu mà đi dắt đi hoài vậy thì tao ơi. Chưa thấy ai mà con cái mà nó mắc nết như mày. Con gái mày không đẹp mày không có chút cái nết chứ. Mày vô duyên dữ vậy. Ngày nào tao phải đi lo có chuyện mà mày làm hại người ta mà tùm lum cái này kia tao đủ mệt rồi. Con có làm hại gì đâu. Học hành không lo kiếm cái nghề cho nó đàng hoàng. Cái bạch xấu như quỷ mà đòi làm hoa hậu. Qua bà nội mày hả? Tại vì ở xóm nó nói con đẹp nhất, độc nhất, lạ nhất. Nó kêu con thi đi thi hoa hậu. Giờ tí không cho con thi á. Vậy thôi tí cho tí bán hết ruộng vườn nhà cửa. Tí đưa tiền cho con đi. Bán hết ruộng vườn nhà cửa thì mày làm gì? Dạ để con lấy cái tiền đó con đập nát mặt con ra. Con thẩm mỹ viện lại cho cái mặt con nó đẹp thi hoa hậu. Thôi hỏi bác sĩ mà gặp cái mặt này là chạy rồi nha. Mày chỉ có cắt cái đầu, lấy cái đầu Minh Tiết gắn vô thì được. Mặt xấu như quỷ mà đập cái mặt. Tía cho con tiền trả nợ tía ơi. Nè, suốt ngày á tao nuôi mày là tốn biết bao nhiêu tiền rồi nghe. Ba bốn ngày thấy sinh 2 triệu. Ba bốn ngày thấy sinh 2 triệu. Tiền phải giấy đâu mày. Tía cho con tiền trả nợ tía ơi. Mới hồi sáng đưa 2 triệu rồi làm gì nữa? Thì đó, bây giờ lấy tiền mình đề phòng có gì mình trả nợ tiếp. Tao mới đưa hồi sáng 2 triệu rồi. Ăn sáng không mà tốn 2 triệu đồng. Đâu có, con ăn hủ tiếu gõ thôi mà. Tốn 2 triệu nó cũng có lý do của nó chứ. Hủ tiếu gõ được 2 triệu mày. Thì sáng con đi vô trong cái chỗ đó, con thấy bán hủ tiếu gõ ngon quá, cái con xà vô liền. Con vừa ngồi vô cái thằng phục vụ nó hỏi con, chị thích ăn cái gì? Con nói con ăn cái gì cũng được. Rồi xong cái nó bưng ra cho con một tô hủ tiếu xương. Con nói là con bị đau răng quá, con ăn xương không có được. Rồi cái nó hỏi con, chị thích ăn cái gì? Con nói là con ăn cái gì cũng được. Rồi nó bưng ra cho con tô hủ tiếu bò viên. Thì mày ăn đi. Con nói là con bị dị ứng bò viên, con ăn không được. Cái nó hỏi con chị ăn cái gì. Rồi mày nói sao? Con nói con ăn cái gì cũng được. Rồi sao? Rồi cái nó bưng ra cho con tô hủ tiếu không. Thì mày ăn đi. Con nói bà mẹ nó hủ tiếu không có gì mà ăn. Rồi nó hỏi con giờ chị ăn cái gì. Rồi mày nói sao? Con nói ăn cái gì cũng được. Rồi cái nó quăng một cái nùi dẻ trên bàn một cái tét. Nuốt nùi dẻ đi má. Con giận quá con đứng dậy con tát một cái tát. Đẹo cái cổ đi vô bác sĩ bó bột hết 500 ngàn đồng. 500 ngàn sao mày lấy tao 2 triệu mày? Thì bởi vậy nó lúc con tát nó một cái bóp nó gãy cái cổ cái đầu nó xà cắm vô trong cái tô nồi hũ nước lèo. Rồi cái hũ nước lèo rồi nồi hũ nước lèo nó đổ ra rồi con đền mất thêm 1 triệu nữa. 1,5 triệu. Tao không hiểu sao tao có đứa con như mày á thiệt. 1 triệu dưới này 500 rồi 1,5 triệu sao mày lấy tao 2 triệu mày? Dạ bởi vì tao nói cái khi mà cái xui nó đến ông bà nội bà ngoại gì nó kéo đến hay sao á, thay vì người ta đổ cái nồi nước lèo không thôi là đủ rồi, tự nhiên có bà chó bả ngồi kế bên hũ nước lèo nó đổ vô nó trụng nguyên bà chó rồi bả bị bỏng đưa đi bác sĩ chữa hết 400 ngàn đồng. Cũng là 1,9 triệu hà, mày lấy tao 2 triệu. Thì tại có cái người người ta đưa con chó đi khám bệnh, trong lúc người ta ngồi ta chờ đợi bác sĩ khám bệnh cái người ta ăn uống nước mía nữa rồi hết 100 ngàn nó chẳng 2 triệu. Tao không còn lời nào để tao diễn tả mày á. Tao mà biết mà hồi đó tao sinh ra mà mày như vậy tao bóp cổ mày chết cha cho rồi. Cũng hên đó nha, hên là cái nồi nước lèo nó đổ vô con chó rồi đi chữa có 400, đổ vô người là không biết tiền đâu đền cho người ta. Bởi vậy chó mày sinh. Alo,
Sao sao? Bà chủ quán hủ tiếu gõ bà phỏng luôn rồi. Hả? Ủa sao tự nhiên chó phỏng rồi giờ bà chủ cũng bị phỏng luôn là sao? Bà ôm chó đi chữa bà bị phỏng luôn. Bà nội cha mày. Giờ bà đòi 3 triệu nữa kìa mày. Ủa vậy là tổng cộng con ăn tô mì gõ sáng nay hết 5 triệu hả? Yên tâm đi, 3 triệu đó ta từ từ ta kiếm cách ta nói rồi khỏi trả. Còn tốn 2 triệu kia là ta trả chắc chắn rồi. Bà nội cha biết 2 triệu là bao nhiêu tiền không mày? Dạ 2 triệu. 100 đô. 100 đô ta mua 4 cuốn thí nga mày biết không? Bà nội mày. Bởi vậy á. Thôi tí ơi, bây giờ mình đâu cần mua thí nga gốc đâu. Mình lên hẳn YouTube mình coi luôn đi. Mày hay lắm. Lên thẳng vô cuối coi đúng không? Dạ. Số sau chắc chắn không có mày đâu nha. Con như con bò. Đâu có. Con nói là con chưa có nói. Cả hai. Mình vừa mua băng gốc rồi xong mình vừa lên kênh YouTube của Thiên Nga Paris By Night mình coi nữa. Mày nín giùm tao cái. Nhưng mà mấy số mới người ta không có post lên đâu. 8 năm sau người ta mới post lận. Mày nín đây. Tao post mấy số từ ngày xưa kìa. Mày vô duyên, mày nói câu nào cũng vô duyên hết trơn á. Tía. Cái gì? Tía ơi. Đi vô, vô kia ngồi. Tía kêu con đi đây, đến đây làm gì vậy? Vô kia mày ngồi đi. Tía. Ủa anh? Làm gì vậy? Tía ơi. Làm gì vô nhà tôi như nhà quan chết chủ à? Này là ông Tư. Tư nào? Ông coi bỏ giỏi lắm. Hả? Vậy hả? Tôi dắt mày tới để ông coi, ông sửa lại, hiểu không? Sửa phong thủy, sửa số, sửa cái gì lại cho mày, hiểu không? Con có ở đâu sửa, con đẹp quá rồi sửa gì nữa. Thì đúng rồi, mày đẹp rồi. Đó, mày hay ảo tưởng lắm nha. Ủa đâu rồi? Đây. Anh nè. Ngồi đi. Ngồi đi anh. Ngồi uống nước chơi. À ngồi đi. Nhà tôi. À quên. Tôi không mời thôi, anh mời chi. Đi ăn nấm cung đình ở đâu mà mặc đồ đẹp dữ. Đó bị đi công chuyện. Rồi đi đám ma. Đám ma về sợ vô nhà mình xui vô nhà người ta trước. Phải. Không phải. Đâu có sao đâu anh đừng run cây nhát khỉ. Tôi là thầy mà chuyên trị về cái chuyện đó mà anh lo gì. Thì đó. Uống nước đi. Mày đứng giật giật ra coi bên này người ta không thấy tao. Sao mày ngu dữ vậy? Uống đi uống nước. Rồi mai tôi cũng mặc áo dài đó. Ừ. Chứ mà anh á. Vậy vậy. Nước tôi pha 4 ngày không ai uống á. Cha này sao trẻ kém dữ. Thôi nói chứ đi đâu thì nói lại đi. Bị nhà này khách đông lắm. Ngày nào tôi cũng coi cho người ta nhiều dữ lắm. Ủa con thấy có đông gì đâu. Thấy nhà giống tanh như chùa Bà Đanh mà đâu có khách đâu. Ủa chứ buổi sáng có 2 người như cha con mày là đông rồi. Mày nói ra là không có lính thì... Bị vậy. Vô duyên. Nó vô duyên đến nỗi mà nó mở mắt ra một làn gió thẹt qua là vô duyên rồi. Cho nên giờ á lớn tuổi rồi mà chưa có chồng con gì hết. Thấy không? Giờ mong anh nên làm sao? Cúng kiến sao? Quá dại đi cho nó hết cái vô duyên để lấy chồng. Để cho tôi nuôi quá, tôi mệt quá đi. Ôi tí ơi, lo gì? Con trai nó theo Hà Rầm luôn rồi tự nhiên nó đi cúng quải để cho có chồng. Ai ơi, mày ơi, mày làm như tao ham cúng cho mày lắm vậy. Tao nói cho mày nghe nè, cúng trục vong tao cúng được nè ha. Cúng nhập vong tao cúng được, kêu vong về tao kêu được ngang. Chứ cúng mà hết vô duyên là bà nội tao cúng cũng không được đó. Vô duyên nó nằm ở trong máu rồi sao cúng. Mày nói một cái gì? Mày nói là cái gì? Bao nhiêu lần tao dặn rồi. Đừng có nói gì hết, để mọi chuyện tao sắp xếp. Dạ. Nghe chưa? Mày đứng qua bên đi. Dạ. Mày là chỉ thấy dạng như là CD thôi, đừng có làm DVD nha. Dạ. Có tiếng đừng có hình. Không, nói chung là bây giờ nó chỉ coi như cái tivi hư đi. Nó không tiếng, không hình, đứng im. Đó. Rồi, bây giờ để tôi qua tôi nói nhỏ. Dạ. Trời. Cái đồ thiết kế rồi bỏ nó xuống dưới luôn. Nó thiết kế cái đồ. Rớt cái gì vậy tía? Rớt cái điện thoại nó chạy qua khu vực nguy hiểm nó rớt. Trời ơi mẹ ơi. Đeo chi rồi nó rớt từ lưa hết trơn à. Nó chạy qua cái khu vực đó đó mà cái thằng mà sản xuất ra cái này nó mới tội nghiệp nè. Công trình nó đầu tư chất xám mà nó xuyên tâm liên qua là thấy thua rồi. Kệ đi mà, tôi có chuyện. Bây giờ sao? Không có ai. Nhà đúng khách đông mà không có ai. Tôi nghe đồn là có bà Chính Bành mối của anh, đúng không?
Yên tâm, bà đó là mối ruột của tôi đó. Mỗi tháng đó là tôi coi bói cho bà. Bà giàu là nhờ một tay tôi. Ngày nào bà cũng tới nhà tôi hết. Mối luôn hả? Mối ruột đó, bà giàu. Tới giờ này bà giàu, bà có tiền là nhờ tôi. Vậy hả? Ờ, ngày xưa tôi coi cho bà nghe. Lúc hai vợ chồng bà đang mừng ăn phơi phới, tôi nói chị sắp có của quạnh tài. Đó, bà ngồi đây 8 tiếng đồng hồ, về hai vợ chồng quánh nhau ly dị, chia của, bà có của quạnh tài đó. Đó. Trời, tôi coi là chính xác. Hồi trước giờ coi ai chưa? Mình bả à. Ủa gì kỳ vậy? Mình bả mà ngồi toàn 8-9 tiếng không à. Chịu khó nghe tôi nói lắm. Ngày nào cũng qua? Ngày nào cũng qua, mỗi tháng là coi như là tôi được 3,000 là từ bả đó. Ngày trăm. Ngày trăm. Ngày trăm đô á, tháng 3,000. Rồi coi cũng, nó cũng nói gì, về nào ngay cũng có tháng 2,800. Ủa sao vậy? Sao kỳ vậy? Sao thầy? Tháng 28 ngày. Ngày đó tháng 28 ngày. Rồi nói tính đổ đồng là khoảng chừng 3,000. Rồi cũng có tháng 31 ngày, 3,001. À là 31 ngày vậy? Ờ. Chà. Nhưng mà được. Bây giờ cái gì chứ cái chuyện mà coi để phá gia can là tôi số 1. Hồng ơi, coi là coi cho nó phước phận với ai mà coi phá gia can. Bây giờ nói chung là bà coi để cái. Bây giờ vậy, bà có một đứa con trai đúng không? Bà có đứa con trai. Té. Cái gì? Cái coi gì vậy? Mày nín đi. Cái gì? Bây giờ anh nói làm sao cho bà chính bành, bà tin anh, bà lấy con gái tôi cho con bà. Yên tâm, nói cái gì, nói tới cái chuyện ly dị chồng đó mà bà còn tin tôi mà, đừng có nói. Ba cái chuyện gả con là chuyện nhỏ, cưới con anh chuyện nhỏ. Chắc giao không? Hết cho tôi đi. Chắc không? Nhưng phải có thù lao. Tôi đâu có bán nước miếng không được, tôi bán miệng nuôi thân mà. Nếu như mà cứu này thành công, tôi trả anh 10,000 đô la Mỹ. 10,000 đô phải không? 10,000 đô là chưa kể nè. Lấy con gái tôi về, mà anh biết là con nhỏ này nó khùng lắm. Thế nào hai vợ chồng cãi lộn, mà con bà cãi lộn với con dâu, thế nào bà không tới đây bà coi nữa. Không chừng bà coi ngày 2 lần, tháng thì 6,000 nữa. Đúng không? Tương lai rực rỡ. Được, coi. Vậy được, được, yên tâm. Ờ, chắc chắn nha. Ờ. Chắc chưa? Ê, chắc, chắc. Nhớ nha. Rồi. Giờ này là bà gần tới rồi đó. Rồi. Né đi. Rồi, rồi, rồi. Chừng nào á mà tôi phá banh cành cái gia đình bà là kêu tôi kêu vua. Telephone, telephone. Ê, telephone nè, có. Có, có điện thoại chưa? Có rồi. Không lấy điện thoại. Hả? Mới, mới luôn hả? Mới, mới, mới. Bà có túi hả? Có túi. Sao bộ này nó không có túi ta? Về mai đi, chứ để nó xuyên tâm liên nữa. Ờ, ờ. Nhiều bữa nó xuyên, có nhiều bữa lạnh lạnh á, không thấy xuyên luôn. Đi, 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 đi. Ủa giờ đi đâu tía? Mày đi về, mày nấu cơm giùm tao cái. Ôi tía ơi, cho con 2 triệu đi ăn phở đi. Người ta lại mày ăn phở cho bà phở mày bị bỏng nữa hả? Thì con thèm phở, đi, đi, đi. Ăn cơm đâu. Đi, đi, đi. Đâu biết nấu cơm đâu mà bắt người ta nấu cơm hoài à. Vô duyên. Ủa cái cửa chỗ nào vậy? Trời, cửa đó là cửa nhà người ta, mày đi phía trước hiên nè mày ơi. Sao đâm sầm vô trong phòng của nhà ông thầy luôn vậy? Vậy nha. Đi, đi. Ông có túi nó khó chịu. Alo, chị Bảy bán phở hả? Ờ, đóng cửa tiệm nghỉ đi nghe. Ở chứ không là bị phỏng đó, đóng cửa tiệm nghỉ đi. Ờ, ờ, ờ. Khổ ghê. Hai cha con ông này. Tới rồi đó. Vô, vô, vô. Rồi, rồi, rồi đó. Tới rồi đó, giờ má ở đây đi, con đi về. Nè. Tí. Con nói má bao nhiêu lần rồi, con lại má. Má ơi, má thích thì má làm đi. Tao nói mày đi. Tại sao má ép con như vậy? Con có thích. Tao kêu mày là đi. Chị chết. Tôi chào chị. Nha. Má cái chứng ôn gì sáng sớm chị vô nhà tôi, chị cứ chỉ tôi, chị kêu tôi làm gái hoài vậy. Trời đất. Thì ra
Thì ra coi như là ban ngày làm bộ như là coi bói cứu đời ha. Thì ra là làm trai bao. Bà nội trai mày, trai bao giờ này cũng dễ ghê, cỡ tuổi này mà còn làm được thấy. Mày điên hả? Mày nhìn tao ai bao? Ô khùng. Trời có ơi. Có mày đó mới giống trai bao đó nha. Ăn trời mà thấy gớm. Có không? Trai bao nào có cái nhan sắc như tôi trời. Nè. Chị bị tai biến hả? Không có. Sao nãy thấy ngồi xe đẩy vô đó. Tai biến là cái tia xe lắm. Còn cái này là ghế massage. Ghế massage. Ghế massage đó hả? Dạ. Ông này con... ngồi chơi chị. Con nói thầy nghe. Dạ. Má con được có cái bệnh là thầy biết rồi đó, đi qua đây coi mối mà phải không? Thì có cái bệnh cứ như nói thường cái chữ cuối phải đá văng lên chữ vậy đó. Ừ. Dạ. Hồi nãy tôi nói đi là gỗ. Ừ. Gỗ. Không phải là đi. Ừ. Ngồi chơi. À, cảm ơn. Bữa nay chị dạ, qua đây có đi. Chuyện gì? Dạ có chuyện chứ. Chuyện là giấy. À, vào năm 1978 tôi có bầu. Chị bầu ai? Không, ý má con nói là có bầu. À, có chữa. Nó thích nói đắng lên vậy đó, thích đua lên vậy đó. Hồi đó má mày có tâm sự với tao rồi, tao hiểu mà. Bả coi mối tao 4 năm nay mà. Ngày xưa đó là học nhạc, mê bằng kiều, học nhạc. Học được mấy nốt cao, cái ông thầy dạy nhạc chết đó. Giờ là không có học nốt trầm được. Má nói gì má nói đi. Rồi tôi nói đi. Tiếp không? Nói đi. Tôi có bầu. Có bầu đúng rồi. Rồi bọc đêm mưa gió tôi mới chuyển bún. Trời ơi, bầu bì thì để chồng nó làm. Chuyển bún này nặng nề để người ta chuyển. Thầy ơi, ý má con đó là đau bụng chứ không phải là bán bún. Chuyển bụng quá hả? Dạ, đau bụng đẻ. Đau bụng đẻ nói mẹ cho rồi tôi chuyển bún. Thôi tôi mới đẻ thằng này. À. Hôm nay á, dẫn nó tới đây để nhờ anh cơ bói. Má, má mệt không? Mệt chứ. Mệt đi, má uống nước nghỉ ngơi đi nha, chứ thầy với con đứng đây nghe hơi cũng mệt lắm, mà ngồi dưới ta cũng mệt nữa. Dạ thưa thầy. Mệt hả? Mệt hả? Mệt thì nghe tiếp hả? Má cả sớm mệt đó má. Ờ, tôi nói chị nghe nè, mình già rồi, chị nói chị cứ lấy hơi lên hoài để dành hơi đặng trút hơi thở sau cùng. Đừng nói, để cho con nó nói bây giờ sao, ý của chị sao, muốn bà đây, cái con gì? Nói cho. Đó, bây giờ ý là coi như vậy nè, má con nói là con đến cái tuổi mà lấy vợ, đó, giờ muốn đại khái là con quen cái con nhỏ bạn gái. Mà hai đứa con yêu nhau quá mà giờ má con cứ không có chịu, giờ má con kêu qua đây coi ngày tháng rồi. Con ơi, thầy nói con nghe có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. À, làm gì làm, vợ chồng hôn nhân là phải cẩn thận, phải coi cho kỹ càng, tuổi tác. Thầy nói gì? Cẩn thận cái gì? Đó má con cũng coi quá này rồi, cuối cùng cũng ly dị với ba con thôi. Tao coi đó chứ ai. Trời đất. Đó, thầy má ở đây. Tao coi. Tại, tao coi là tao coi cái phần ly dị sao thôi. À. Còn cái phần trước là ông nội mày coi chứ. Đúng. À. Ông bà má ơi. Rồi. Cái gì vậy? Chưa nói hết mà rồi cái gì? Rồi, một câu. Trời. Đúng. Ờ thì đó. Rồi. Má nói một câu thôi, đừng có chấm phết vậy ở đây hết nha. Đi một câu ấy thì dạ đừng có bây giờ lấy hơi lên nha. Bây giờ má để con nói được không? Má cứu. Thầy ơi, bây giờ về đây nè, con là con thấy hai đứa con hợp lắm rồi, bây giờ tụi con có thể là đến với nhân thôi. Bây giờ thôi, má mày đã quyết như vậy thì để thầy coi luôn cho. Mày tuổi gì? Thì con sinh năm 79 là con tuổi con dê. Con dê. Cái gì? 12 con giáp, có con nào con dê má? Con dê. Nó kêu à? Dê. Con dê. Tuổi muối. À, tuổi muối. Thôi mệt quá bà ơi, từ cái con to tổ nái bà đưa còn chút xíu à. À bây giờ tôi biết rồi, để nó nói. Thì con là con tuổi con dê đó. Mày tuổi con dê, nó tuổi gì? Nhỏ bạn gái nó tuổi hợi, mà con thấy hợi mẹ mùi là tam hợp đúng không thầy?
Con nói vậy là sai. Sai sao thầy? Tử vi á không có cái chữ mà hợi mẹo mùi tam hạp. Tam hạp á là tính cái tuổi thôi, còn cái mạng chưa chắc đã hạp. Trời, con thấy cái mạng mày quá. Á là mạng quả. Đúng rồi. Nó là mạng thủy. Đúng. Mà thủy nó sẽ dập quả. Mày có thấy ai mà vợ dập chồng mà chịu được không? Con thấy ai dập ai cũng đều được sung sướng như nhau chứ. Trời ơi, có dập là vui rồi. Con đòi hỏi cái gì nữa trời? Bởi tụi bay con nít, tụi bay thiển cận. Đây nè, luật trời là có âm có dương. Mà âm là phải dưới, dương phải trên mới đúng. Đúng vậy. Thôi, con không có biết. Rồi. Chưa mà má mày chưa nói hết. Bây giờ con nói nè, đó con không biết. Cái chuyện tình yêu là của tụi con không cần nữa, má thích thì má ở đây má coi con về. Đấy. Đang coi mà. Bây giờ cái giờ con cái gì nữa, bây giờ con thấy cái chuyện. Thì bây giờ tao nói cái tuổi không hợp à, thì cái tuổi mày cho là hợp, nhưng cái mạng không hợp. Cái mạng không có hợp tôi mà con thấy cái tuổi nó hợp. Thì im đi. Thằng mất vé. Thôi, vậy. Tôi nói chị nghe. Về cái tuổi không hợp, cái tuổi hợp, cái mạng không hợp, hay là bất kỳ cái gì nó có thể hợp hay không hợp, chị có thể cho cưới được. Còn cái vụ nó mất cái đó là bỏ luôn, khỏi cưới. Khỏi thầy coi đi. Thầy nói cái gì mà mất cái gì mà bỏ luôn là sao? À, mày mới nói đó. Má con nói là mất dạy. Ủa dạ. Trời ơi. Vậy coi nữa. Má còn lại má. Ha, bây giờ mày muốn má đừng bao giờ dùng cái chữ mất dạy giùm con nha. Má gọi con mất nết đi. Ha, chứ mất dạy nhiều khi đi ra đường nói vậy người ta hiểu làm chết con. Ha, giờ má ngồi đây má coi con đi về. Nghe. Mày im đi. Tao không thích cái con tráng đó. Cái gì? Con đào tôm tráng. Vậy là càng không được nữa. Sao không được? Ai mà thằng Nghĩa đi lấy con Trang rồi hợp lại thành Nghĩa Trang là thấy mẹ rồi. Bây giờ ví dụ mày tên Nhà, con kia tên Phạm Băng Băng, hai đứa lấy nhau là Nhà Băng, thấy không? Thầy nói thì sao luôn, con thấy hai đứa rất là hợp, Nghĩa Trang về chung một mái nhà. Nhà gì? Nhà Hoàng. Trời quá hợp. Trời về đỡ tốn kém. Thôi con thấy con chuyện yêu đương của con là của con. Chưa cưới về mà đã thấy sai rồi đó. Thôi má đừng có nói gì cái chuyện. Bây giờ vậy hỏi nè. Má nè, má cứ tranh thủ hạnh phúc cho con hoài. Má thấy má có hạnh phúc không? Thôi tôi nói chị nghe nè. Chị mà để cho nó lấy á, càng lấy là chị càng chết. Không nên. Bây giờ tôi sẽ kiếm cho chị một đứa con dâu đàng hoàng. Bây giờ chị cứ quyết định là chị không cưới cho nó thì nó đâu có dám áo mặc sao qua khỏi đầu. Đúng rồi. Mày phải nghe lời thầy. Nói tại ông nói không có chịu đâu, không có chịu đâu, con chỉ thích mày không chịu rồi. Tao đạp đầu là tao chết. Thôi 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 má, trời ơi thôi thôi. Alo. Alo. Tè hoài hoài. Alo anh Mừng. Rõ hoài. Banh xác rồi. Ập vô liền nha, ập vô liền, banh xác rồi. Thầy cứ coi đi thầy. Cho nên Xong chưa? À, ai vậy? À, đây anh Mừ ở xóm trên. À, anh Mươi á. Chào anh Mươi. À, bà bị Abidan hả? Cấn giọng gió, cấn giọng bằng kiều. Ngồi đi, ngồi đi. Hai người làm quen à, đi. À. Chào anh. Chào Chí. Ừ. Đây con gái tôi. Dạ. Đây à. Dạ chào chú. Ê. Mày đuôi nghe. Vậy mày chú hả mày? Ủa gì? Cái con này nó vô duyên quá hả? Vậy mày chú nghe. Thì bỏ vậy thôi chứ nó nhìn, nó không có nhìn sao mà mày nó mắc nó đuôi rồi. Mày vô duyên. Mày vô duyên mày gì chưa? Mày núi đưa lên như vậy mà nó kêu chú. Trời. Nhìn nó đàn ông quá. Mày im đi. Dạ. Người cái con người ta bự. Dạ. Chứ trước khi mà mày muốn kêu người ta mày phải nhìn chứ, mày phải nhìn tàn thân chứ. Mày không thấy nó sừng sững như vậy mà chú cái gì? Nhìn kỹ đi, nhìn kỹ đi, hai trái lựu đạn nó nhô ra thấy hả? Thôi xin lỗi chị Chính. À, đây là chị Chính Bành. Chà.
hồi ngày xưa có chồng. Ủa nghe tiếng chưa? À, nó cái... buôn bán như vậy giỏi nhất ở làng mình. Thì cũng nghe sơ sơ chị Chính Bành đi hả? Đó. Tưởng Bành nhỏ nay Bành Trà Bá hả? Cái này chắc Chính voi quá, bự quá. Thôi mẹ ơi, mày vô duyên quá. Đây chị Chính, cái người mà tôi muốn làm mai cho con chị là con này. Con này. Con gái đó ha. Ừ. Thằng này á tuổi hợi nè, tuổi thằng này là tuổi thân nè. Không, con tuổi mùi tự. Thì mày tuổi mùi nè. Rồi con này á là... Dạ, con tên là Địa, Nguyễn Thị Địa. Rồi con tuổi Sửu. Tên Địa. Đây. Bà thấy cái gì sai sai rồi đó. Tên chi vậy? Con thấy cái gì nó cũng sai lắm rồi đó má ơi. Tỷ sao mà con tên Nghĩa rồi, con quỷ đó nó tên gì? Địa. Trời ơi. Vậy, bỏ liền, mắt bỏ liền. Đây, không bỏ được. Con nói như vậy là thầy không chấp nhận. Tại nghĩa sao? Trang thì không được, nhưng nghĩa Địa chấp nhận được. Trời ơi. Con phải hiểu cái câu Thiên Kinh Địa Nghĩa. Không, nhưng mà... Câu đó hợp lý. Đúng rồi. Đúng. Đó, đúng. Bởi vậy cho... Rồi. Sao chị... Má ơi má. Nghĩa Trang con nghe nó còn sang sang cho Nghĩa Địa ra nó bình dân quá má. Bình dân mới dễ sống mày. Bình dân mới dễ sống. Tại bình dân hay không mày cũng phải lấy. Bây giờ tôi thấy là hai đứa này hợp nè. Đó, về cái tuổi á thì á, tính ra đó là nó khác. Nhưng mà tính vô trong cái cung á là nó hợp. Đúng. Về cái mạng hợp, về cái tên cũng hợp. Yeah. Cho nên là tôi thấy là hai người nên nói chuyện với nhau làm xui. Vậy mà lấy con cưới con này về là gia đình chị phất lên nữa. Dạ, dạ. Đúng đó. Ôi trời, cái con đó nó vô duyên vậy mà lấy cái gì? Mẹ đi. Em ơi. À tôi thích như vậy. Chị đứng xa xa. Ừ. Chị đứng xa xa chở. Tại sao? Thấy to chở. Anh yên tâm, người ta nói là cãi thầy núi mới đè. Anh có cãi tôi đâu mà anh sợ núi đè. À. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi, chị đi. Hay là cho tôi làm đám cưới ngay đi. Hả? À? Cưới liền. Là đám cưới liền hả? Cưới liền ơi. Gì? Gia đình khá giả lắm. Cưới liền. Đây nè, gia đình chỉ có cái gì đó cái... Tôi lo hết. Cái gì? Con cưới anh này. Cái chết luôn nghe rồi. Đó là đàn ông vậy mà mặc bộ đồ đó lẹ đỏ lét à. Như cái bao lì xì, như cái dĩa tiết tan á. Mày nhái tao quýnh mày chết mé. Mày qua đây đi, chị đó đây. Mà. Đó đó. Đàn ông vậy mà mặc đồ hồ phẹt quá à. Mày nhà tao có cổ tao không còn gì đâu. Chỗ tao chưa có xác định luôn kìa. Đi. Con nói má nghe nè, trời ơi, ở nhà một cái giọng của má là con nghe cũng khùng điên rồi. Giờ lấy cái con để cái giọng đó nó về bị sốc rét chết. Từ từ. Rồi nó cưới đi, mọi chuyện tôi lo hết. Trời ơi trời. Chị nói sao á chị? Người ta chứ không phải là cá thịt mắm muối mà ra mà mua. iPhone còn phải xếp hàng mà. Ủng hộ gì con gái tôi? Thôi má. Chịu đi, ha. Chịu đi. Nó không phải. Mày im đi mẹ ơi. Mày im đi mày. 10,000 của tao đó. Đi vậy, làm chi? Nói chung là nó cũng phải cái gì đó nó hợp lý. Chứ không phải là muốn cứ là cứ con gái người ta mà chứ đâu phải là ký ổi, ký xoài mua về chấm mắm là xong. Vậy anh không chịu. Thì cũng phải đúng hợp lý mới chịu chứ phải. Anh không chịu. Đúng. Chứ sao? Không chịu á. Chứ sao trời? Vậy thôi. Má rồi mà. Lấy giỏ đi về đi. Chị ơi, đừng có nóng. Tôi nói chị nghe nè. Vì hai người lớn mà nóng á, mà chị không cưới được con dâu này về á, chị không có làm ăn nên vợ đâu. Con này về là bảo đảm gia đình chị phải lên. Gia đình chị phải lên. Nổi cái giọng không là hai mẹ con chị lên rồi. Lên tới nóc rồi. Hay lắm. Rồi ban chị cưới đi. Cưới. Rồi. Cô đi ngon rồi. Xả hàng cuối năm rồi. Ngồi xuống. Chịu hả? Chịu. Ngồi xuống đi ban chị đám cưới luôn. Giờ tôi tính giấy. Cưới mấy cho cái gì mới cưới. Mày đi chỗ khác đi. Đám cưới.
Má. Tôi lo hết. Mày im. Mày má tin. Tao lo hết. Đãi bao nhiêu con bằng thành nhân đi. Ai phải lớn à, phải lớn như hoành tráng như dòng họ. Hoành tráng. Con gái một á. Làm văn nghệ hoành tráng. Nghe. Mời ngôi sao. Ừ. Như Quýnh. Ba Thiên Vấn. Gì? Thôi, đám cưới xong thôi chứ Quýnh lộn gì nữa. Má con nói là Như Quỳnh đó. Cả, mời Như Quỳnh, Mai Thiên Vân má ơi. Như Quỳnh ca sĩ. Ha. À. À, cho nó hát nhạc dance. Nhạc dance á. Nhạc nháy á. Ít quá, ít quá. Ít đông đông đi. Mời Justin Nguyễn. Mai Tiến Dũng. Hát quê hương. Mời Nguyễn Ngọc Ngán. Nguyễn Cao Kỳ Diễn. Làm MC hả? Không. Vũ Cống. Cái gì? Cái gì? Vũ Cống. Má nói Vũ Cống hơi nghe tưởng công công luôn chết. À, dancer. Dancer đó. À, bây giờ. Vậy mà con mới nghe, con có tưởng là mời chú Ngạn với chị Kỳ Duyên về đi làm cống gì cho nhà chứ. Mày yên. Con quý. Con vui. Mời hai. Mời hai đi, mời hai, tôi phải hai. Ừ. Muốn mời ai? Hoài Linh. Mắc lắm. Hả? Thằng đó mắc lắm. Kệ nó đi, mời nó đi, nó đang cần tiền dữ lắm. Trời đi, tội nghiệp nó. Ủa bà con hay sao mà... Kệ tôi đi. Bà con sao xuống dữ vậy? Vậy đi nha. Thôi vậy đi, vậy quyết định... Quyết định ngày nào? Rồi, để tặng quà gì nữa không? Tôi lựa ngày cuối luôn. Tặng luôn một món quà rất giá trị. Thôi, học toàn nhẫn nhất là cái cho nó có, cái để đeo với người ta thôi. Cái này quý hơn nhiều. Cái gì? Đi. Đi. Đi là ghế massage Luraco. Ghế này là ghế duy nhất sản xuất tại Mỹ. Ghế massage Luraco là ghế vật lý trị liệu số 1 thế giới và là ghế duy nhất chỉ dùng cho quân đội tại Mỹ. Chúng tôi rất hãnh diện vì là ghế Luraco là một công ty người Việt sản xuất và chế tạo tại Mỹ. Ờ, của nhà em làm á. Ủa sao nói cái này là nó không có bị lên giọng xuống giọng gì hết vậy? Quảng cáo mà. Mày nói đúng. Người ta nghe, người ta mới trả tiếng. Ủa cái này là của ai làm? Ai làm? Ơi, vậy là nhà con có một cái hãng. Hả? Nhà con có cái hãng. Bỏ đi. Có cái hãng đó. Cái hãng làm ghế nè. Con nói theo tông cho cô vui đó. Rồi thôi vậy, để đám cưới luôn đi. Qua đó, qua đó. Trời ơi, cái gì mà đỏ rực vậy trời. Mày qua đây đi. Mày nhìn giống như dĩa tiết canh. Nè, nè. Luôn à. Mày cứ tiết canh hoài. Trời, sao mà sướng được trời ơi. Con như con ở đợ ông này vậy đó, sao cưới. Mày xong nó phá đám hoài. Con nói với má, má mà kêu con lấy con này, con cắn lưỡi con chết liền. Mày yên đi. Mày phải nghe là tao. Mày không nghe là tao đập đầu tao chết. Anh ơi, chị đừng có đập, không bể đầu. Tao bể đầu nó bể cái khác bây giờ. Thôi má ngồi xuống đi. Để cái bàn ngồi xuống đi. Má ngồi xuống đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Thế ơi, con không lấy chồng đâu thế ơi. Không có lấy đâu, con nói rồi. Nè, tao nói từ đây tới cuối cuộc đời mày chỉ dùng cái avatar thôi. Nghe chưa? Dạ. Không nói gì hết. Con không lấy chồng đâu. Mày cãi không à? Mày cãi là hư vọng với đường hết. Thằng trai gọi nè. Alo. Anh hả? Anh đang ở đâu vậy? Trời ơi, cái chuyện tụi mình giờ nguyên xóm nó biết hết rồi anh. Cái gì nữa? Sắp lấy chồng trời đâu? Trời ơi, cái vụ cái bầu đó hả? Trời ơi, giờ mọi người biết hết rồi, giờ làm sao? Hả? À? Nguyên xóm biết rồi, em có bầu luôn hả? Còn mèn đất ơi, bây giờ sao tía em? Mày điên hả? Cái thằng nào đó mày điên hả? Có bầu mày là lớn cho tao biết hả? Sao mày ngu như vậy? Tao đang gài mày biết không? Tía ơi! Ngu như con bò hả? Có bầu mà la cho lớn hả? Tía là la lớn nhất ở nguyên cái nhà này biết hết trơn luôn rồi đó. Trời ơi! Ông mới! Ông mới nói cái gì? Ai có bố? Hả? Dạ con có bố. Con nhỏ này có bố? Vậy là sao? Má thấy chưa? Má thấy chưa? Tự nhiên ai ăn ốc bây giờ bắt con đổ vỏ, má thấy chưa? Không, đổ vỏ đơn giản lắm con. Chỉ cần cầm cái đổ vô, còn ăn ốc phải ngồi lễ từng con lâu. Thầy đến đi. Thầy vô bãi ơi. Giờ bói với má bao nhiêu lần rồi mới thấy không? Suốt ngày cứ bói ta
ổng coi hay ổng đâu có nghèo sơ nghèo sát gì mới thấy không. Bây giờ tự nhiên rồi đó, ai tự nhiên tới giờ có bầu khi con đi lấy con, đừng có hòng con chỉ chịu con Nghĩa Trang thôi, con với Nghĩa Trang. Yeah. Yeah. Bà chết đi. Trời ơi, núi đè rồi tí ơi. Chết rồi. Ông mới thì gá. Ông chỉ bị 10.000 đô. Ông gấp gá tôi á. Mà không. Thầy Tứ, bước lên đây. Bước lên đây. Tại sao? Tại sao thầy lại gạt tôi chứ? Đâu có biết, tôi đâu có làm ra cái bầu đó đâu, tôi biết. Im đi. Nếu tôi là tác giả, tôi sẽ trả lời ngay. Thầy chỉ vì 10.000 đô la. Thầy dám gạt một người đàn bà nhỏ bé như tôi. Trời ơi. Tôi không ngờ thầy, thầy gì thiệt. Thầy ban nghệ lương tâm của mình. Tôi là khách mối của thầy mà. Thôi mà bỏ qua đi mà. Không, tôi không bao giờ bỏ qua chuyện này. Đời là gì? Tình đời thay trắng đổi đen, lòng người dối trá. Đồ mất dây. Ủa, không đem cái ghế về hả? Nhắc làm gì? Cái đó đem tặng tôi mà. Ông hay quá. Con không có chữa, không nói. Để cho bây giờ người ta chửi tôi. Mặt đuổi đâu đâu mà nói. Mất luôn cái mối làm ăn. Mỗi tháng 3.000 đồng bạc tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn của tôi. Bả đưa không đó. Thì bây giờ tôi cứ tưởng là gia đình không biết gì. Mình gài vô. Mình gài vô xong nó mới có chút mới nhỏ thì mới à. Gài vô xong về cái nói sao đẻ sớm, bác sĩ biểu đẻ. Thế rồi. Thầy ơi con xin lỗi. Thật ra cái chuyện này bây giờ nó cũng lỡ hết rồi. Đó, cái gì mày làm nhục mặt gia đình mày thấy không? Bây giờ mặt mũi nào đi ra đường. Mày biết không? Con ngày nào con cũng đi với anh cu tèo vô trong cái giường ổi hết trơn á. Thì hết chỗ mà vô, mà vô chỗ vắng dễ chi vậy? Thì vô chổng mà mình mới dễ. Dễ bà nội mày hả? Thì vô chổng ngày nào anh cũng dắt con vô giường ổi cả 6 tháng nay rồi. Trời ơi. Cứ mỗi ngày con vô trong đó, con ăn một trái ổi. Ngày nào cũng vậy, con bước vô giường ổi, con ăn một trái ổi. Con ăn riết đến một ngày kia con chịu không nổi. Rồi cái ngày đó con ăn quá trời ổi luôn. Con ăn xong, con thấy tự nhiên cái bụng mình nó quặn lên, nó sình lên. Mỗi ngày nó bự lên, nó cứng ngắc à. Như vậy là con ăn ổi, con có bầu phải không tía? Thằng Tèo là thằng nào? Dạ, thằng Tèo là bị bóng. Bạn con. Bà mẹ tao phan cái này chết mẹ mày á. Hồi nãy mày nói sớm sớm đi. Mọi người đâu có kịp để con mày ăn ổi mày có chữa à? Dạ ăn ổi có chữa. Mày sinh bụng mà mày làm tao mất tháng 3 nha. Mày là tức là con ăn ổi con sinh bốn. Cái thằng đó là con là không, nó không có thẳng nữa. Dạ, anh muốn không à, anh nhìn con là anh ói luôn á, không có mặn gì hết á. Là bị ăn ổi. Ăn ổi sình bụng rồi bây giờ sắp đẻ rồi đúng không? Nó không tiêu đúng không? Dạ nó không có tiêu, nó bụng nó bự ra quá trời. Mày sắp đẻ ra bà chính á nha. Dạ. Mày ngu quá vậy? Mày ăn ổi làm sao mà mày có cái kia được? Vậy không có hả? Trời ơi vậy mừng quá, vậy là con không có chữa hả? Mày mừng cái gì người ta? Cha con mày mừng mà tao chết cả. Trời ơi là trời ơi. Trời ơi. Vậy là tía ơi, vậy con xin lỗi tía. Vậy là con đã làm kế hoạch này không có hoàn hảo phải không tía? Tao giết mày bây giờ. Mày con ngu. Dạ tía ơi con xin lỗi tía. Tỉnh dậy anh Tư ơi, anh Tư. Thầy ơi thầy tỉnh lại đi thầy ơi. Thầy tỉnh lại đi rồi con kêu bà chính lại. Rồi bà trả tiền lại cho thầy nghe. Còn lâu. Vì cha con mày mà con tao chết đói rồi đây nè. Trời ơi là trời ơi.
ấp xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần. Sao ngoài kia chưa có mưa? Vỗ tay luôn đi ơi. Go. Hey 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 hey. Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần. Sao ngoài kia chưa có tuyết rơi? Chưa có tuyết rơi mà lòng tôi thấy buồn tan nát, bởi vì tôi chưa có tiền mua áo ấm mặc mùa hè. Gì vậy? Hát gì tào lao vậy? Gì tào lao? Đi mùa hè bằng áo ấm. Tôi đang tập hát để cho chuẩn bị một cái chương trình văn nghệ của viện dưỡng lão mình. À, tổ chức một cái ngày gia đình, hiểu chưa? Cái gì? Tổ chức một cái chương trình ngày gia đình trong viện dưỡng lão. Chà, viện lão chơi ác quá ha. Cái nơi mà không ai có gia đình là tổ chức ngày gia đình. Bởi vậy vậy, mới tổ chức cho nó có. À, tập thôi mà ăn mặc là tóc tai đẹp vậy đó hả? Trời ơi, phải chuẩn bị đầy đủ chứ. Ai làm tóc mà như chó táp vậy? Nè, không được xúc phạm nha. Tôi làm sao là làm? Người ta hát thì người ta hát cái nhạc nó trẻ trẻ, nó nhẹ nhàng. Già rồi hát bằng cái nhạc cà giật mấy cái nhạc giật giật là để mấy đứa trẻ như Phi Nhung nó hát, hiểu không? Cái gì? Mấy cái nhạc mà bay nhảy để Phi Nhung nó hát. Xin lỗi nha, Phi Nhung là đứng yên một chỗ và hát bài cò bay, bay nhảy cái gì, bay nhảy cái gì? Có bay cho nó được rồi. Nó cười quá, hát cái nhạc cà giật người ta nhìn vô người ta cười. Già mình hát cái nhạc sao cho nó nhẹ nhàng, nó êm ái, hiểu không? Nó phù hợp với tuổi. Nè, mình già mình phải hát cho thấy người mình nó trẻ lên ha. Còn ông á, già mà ông hát ba cái nhạc buồn á, từ từ ông già ông chết, hiểu chưa? Xin lỗi nha, cỡ tôi hát nha, tôi hát cái bài này bây giờ ông đờn tôi hát một bài mà cỡ như Quỳnh nghe là bỏ bài đó luôn. Rồi hát đi. Có đạo cụ đâu mà vô. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mưa đắng mây vẫn hay đi quê, vẫn mưa mưa rơi trên đường thì thầm, trời mưa sao không có nắng. Hay ghê không? Hát mà hát như vậy, hát như vậy. Ông tàu lao ông ơi, ông hát của tàu lao tôi à. Trời mưa sao không có nắng? Thì bởi hỏi trong tình yêu chứ. Mình hỏi nhiều câu cắt cớ gọi là tình yêu. Nè nè, ông không có khả năng hát thì đừng có bài đặt hát, nghe chưa? Tại bây giờ già rồi, cái giọng nó bị bẹt, bị tè. Sao? Giống như quýnh bị da mà nó tè cơ vậy đó. Chứ hồi xưa có giọng ghê lắm. Sao? Trời ơi, hồi xưa tôi hát, tôi đi thi mà, giải nhất mà. Thi giải gì? Cái cuộc thi gì, Vi gì đó. Gì? Vi gì đó. Vi Star hả? Vi Star giải nhất. Đừng có tào lao. Tôi không bao giờ thấy mặt ông trên cái đó hết. Trên cái gì? Vita tôi giải nhất. Vita là chương trình Thúy Nga, Paris Banai ta tổ chức. Tôi đâu bao giờ thấy ông đâu. Thôi không thấy mặt ông ngay từ vòng loại. Vita Paris Banai gì? Paris Banai. Ông Vita của tôi là Vũng Tàu á. Tôi thấy ở Vũng Tàu. Chương trình là tiếng hát ác tiếng sống. Ừ. Tôi ngồi ngay trên cái mỏm đá ngay gần nhà ở ngồi nè. Sống ạp 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 tôi vẫn hát. Biển sông đừng xô tôi. Phàm. Rớt dưới luôn. Bữa đó biển động nó quạt rớt dưới luôn. Xong kinh nghiệm không? Cái gì cũng phải có cái khôn lên từ từ. Xong á tôi thấy là biển động mà thấy thua rồi. À. Ngồi dưới đó là nó dập là banh sát. Ừ. Lên trên núi liền. À, rồi sao? Lên trên núi tôi nhìn xuống dưới. Đó, thấy biển trôi rồi tôi hát. Ô, rừng núi của ta. Phàm, rớt xuống chân núi luôn. Sao vậy? Bị mấy cha bắn chim chạy đạp xuống. Sao mà đạp không? Hát quá chim bãi chân chạy bắn không được. Mấy cha đạp xuống. Tào lao quá. Đó, từ đó là bị chấn thương là hết hát tới giờ luôn á. Ủa? Bị chấn thương đây hả? Cổ hả? Hả? Chấn thương cổ vậy? Nè, sao không chỉ đây? Không, té bị bông gân thôi, ở đây ngứa gãi. Đang ngứa. Vô duyên quá. Kể chuyện có thiệt là tôi kể chứ vô duyên vậy. À, nè, tôi thấy ba vụ hát này đó, ngoài tôi ra đó, trong viện dưỡng lão này, còn tôi thấy cái bà Liễu là bà hát hay lắm. Ê, ngồi xuống, ngồi xuống. Hả? Ngồi xuống, ngồi xuống. Sao? Sao mấy hổm rài không thấy bà Liễu ta? Tôi cũng đang thắc mắc á. Không chừng bà bệnh mới nằm đâu á. Tại vì trong viện lão này đi ra đi vô là thấy hết á. Hổm này không thấy bà Liễu. Bị bả mấy cái môn hát bả mê lắm. Ông nhắc bệnh tôi mới đi. À. Hổm rài cái da bả xanh xao lắm.
Tôi nghĩ chắc bà uống trà xanh á, rồi bà lấy cái xác trà bà ướp mặt bà hay sao á. Hả? Lấy trà xanh á rồi lấy cái xác đó đâu? Ướp. Chắc bà bị bệnh hay gì đó, chứ trà xanh nào mà uống xanh da chứ. Bị bệnh á, tôi nghĩ bà bị bệnh hay cái gì đó. Mà sao ngó bà vậy, bà yếu quá. Không phải đâu, không biết nữa, cái nhiều khi không biết nữa. Trời có gì hả? Trong tâm tư chắc sắp chết rồi. Ờ, chắc vậy. Dám trù tôi hả? Em như cô gái hay xuân trong trắng thân chưa dương mùi trần. Xuân đến qua mơ qua mặn nở, gái xuân trải lụa trên sông dần. Thôi lên đi bạn. Người ta là 15, 16 tuổi người ta hát bài gái xuân. Bà năm nay sắp xuống lỗ mà xuân gì nữa. Tôi đâu có khoe cái còn xuân của tôi khoe cái khác mà. Ơi hát cô gái còn xuân. Tôi là cái quan trọng của tôi là tôi khoe là trong trắng thân chưa lắm bụi trần à. Quan trọng là khoe cái đó chứ đâu có khoe cái xuân làm gì. Trong trắng hả? À. Bà già sắp chết là trong trắng hả? Ủa, bộ sắp chết không trong trắng được à? Bà ơi, nhìn bà thấy gớm hả? Ôi Liễu à. Bà, thôi ông đừng nói chị mất công. Mấy cái người hoàn cảnh như vậy người ta ganh tị. Tôi nói thiệt chưa có ai mà dồn hết tất cả những cái nét đẹp của tất cả nhiều người mà dồn vô cho một người như tôi đâu. Sao? Đây nè, đầu tóc Thái Thanh. Khúc này là của Ý Lan. Đôi giày Nguyễn Hồng Nhung. Khúc này là của Hoài Linh. Đó. Khúc còn lại là của tôi, của Hoài Linh đó. Ba này ba tự tin quá. Dạ không mà... nên nết mà lá chùm hả? Ủa? Làm gì ganh tị hả? Có cửa ganh tị với chị hả cưng? Làm gì ganh tị? Già nhìn lại ở trong diễn lão mà làm như ở bên Australia đeo vàng ngập mặt học sàng học xoài được ganh tị. Ừ, gia đình tôi có điều kiện. Điều kiện con tôi nó nói má ơi má vô viện dưỡng lão má ở má buồn quá, bây giờ nhà mình có tiền nhiều không biết làm gì, con mua mớ hột sòn vô cho má bắn chim chơi. Trời ơi. Dạ rồi đâu có bắn đâu, thôi để đeo cho nó vui vậy mà. Thôi 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 nè, có tiền là để dành chữa bệnh đi, cái mặt xuống sắc lắm rồi đó. Tôi xuống cũng kệ tôi vô đây ở nghe, xin lỗi đi. Gia đình tôi không phải là để đưa tôi vô đây ở đâu. Đưa tôi vô đây ở để làm gì? Tôi thích vô đây ở là để tôi giúp đỡ mấy người như mấy ông vậy đó. Làm từ thiện thôi. Xin lỗi không cần, đây không cần. Nghe, nhà mình được cái là cái gì cũng không có mình ngoại trừ tiền. Nghe. Tiền rất nhiều, con nó mua ba cái nhà bên Phú Mỹ Hưng. Nó nói ba không mấy 246, 357 ba chia ra ba ở chủ nhật, bạc ti nhà cuối cùng. Nói thôi, ba già rồi, đi tới đi lui mệt. Không, ba vô bà ở đi, không con chết, con chết. Tôi nói không, tao vô viện lão tôi ở cây cảnh hữu tình, cho vui. Trời trời. Tính ra như anh là được đó. Mình lớn tuổi rồi, dọn nhà dọn tới dọn lui làm chi. Dọn đúng. Vô Phú Mỹ Hưng mà 3-4 căn làm chi. Đi sao nổi. Chờ dọn một căn một vô Bình Hưng Hòa, yên tĩnh. Ủa, có cái khu mới hả? Ừ. Khu nào hả? Nghĩa địa. Cha này vô duyên à. Vô duyên. Bán lựu đạn hả? Đổ á. Không có cái ông nào mà nhà 2-3 căn bên Phú Mỹ Hưng mà vô đây ở cái phòng nhỏ xíu chứ. Không có bà nào mà con bán học xoàn mà vô đây ở hết trơn. Ủa thích vô được không? Nó có điều kiện nha. Xin lỗi nha, cuộc đời mình vẫn còn tươi đẹp. Mình vô đây là chi? Để mình gọi là giống như mình đi gọi là ô, nhìn mấy đứa nhỏ ô trời tội nghiệp mấy đứa nhỏ ô. Xin lỗi ông à, tôi không có cần gì hết. Cuộc đời tôi buồn thì lấy đàn ta hát thôi. Ô mê ly, mê ly, ô mê ly, mê ly đời ta. Hay quá, có mấy bài hát sáng tối qua ngày hôm sau vọng lại y chang mấy bài cũ. Kệ tôi à. Trời ơi trời, xin lỗi, cuộc sống của mình á, còn sống được ngày nào là mình gọi là tận hưởng. Thấy không? Tận hưởng gì? Được cái không có đẹp trai mà có duyên. Thấy không?
ai nói tôi, ê sao ông này nói chuyện có duyên giống Nguyễn Ngọc Ngạn. Này, thấy không? Quá. Này, này. Cái gì? Hot girl. Gọi miết thôi, gọi mà hãng điện thoại nói, ơ, kêu bạn gái đừng gọi nữa. Nhiều tiền quá, thanh toán không nổi đâu. Alo? Heo con hả? Trời ơi. Trời ơi đó, nó đâu có quen người được, nó chơi tới heo rồi đó. Heo con hả? Ờ, anh thỏ trắng đây. Ông? Ừ. Thỏ và lấy heo đẻ ra con chồn hả? Chắc vậy quá. Alo? Ừ, thỏ trắng, anh sao? Hả? À, gì? Cái gì? Mệt quá hả? Ừ. Sao? Ừ, gì? À, ông... Lùm cái môi lên kìa, rớt cái môi rồi. Ờ, ông sao đâu? Thở đi. Hả? Viết thư tay gửi bảo vệ hả? Ra lấy hả? Ông cái hả? Thôi bữa sau đừng bắt hung nữa nha. Bữa hung cái ướt điện thoại, tay màn hình 2,5 triệu. Cấp máy over. Hay không? Cái cuộc đời khi mà có một người phụ nữ mà mình yêu thương là 60 tuổi mà làm như bố máy đó, nó sung, thấy không? Đó, bây giờ mình ra nè, mình lấy cái thư gọi là thư tay, bỏ vào bảo vệ, mình vô mình đọc cho mấy đứa nghe nha. Đó, cuộc sống khi mà nó có cái gọi là cái tình yêu đó thì nó vui lắm. Đi ra ngoài lấy cám cho heo ăn đi nha. Đây. Hai ông bà này cũng nghi có tình ái gì nè nha. Tình ái gì vô duyên. Cuộc đời tôi là không hợp với người như vậy nha. Chứ không đâu ai hợp với ông. Bà. Gì? Có khi nào ông nói thiệt không? Ôi, cha này cha nổ mà hơi đâu mà nghe mệt. Không, tôi thấy thằng cha cũng lùng lùng chứ chả có duyên bà. Duyên duyên chứ đâu có con nào mà nó khùng mà nó mê cái duyên mà nó còn trẻ mà đi mê cái thằng cha mà ngừ không ra ngừ, heo không ra heo. Bà đợt đợt làm nhiêu mà chết mẹ. Là gì mà không quéo dữ vậy ông? Sướng đó. Sướng quá mà nó quéo người, tưởng đâu kiến nó vô ngã ba. Cái điều này chắc vô chân cho heo ăn cái gì. Hãy nghe những lời ngôn tình của những người đang yêu nhau. Thỏ trắng cha nhớ, mới gặp hôm qua mà cha nhớ. Không có anh em không thể sống trên trái đất này được nữa. Dạ, hai đứa chết chung đi cho vui. Bà vô duyên vậy bà. Thôi để ông đọc đi. Em chỉ chờ có một ngày đôi ta xum vầy, cùng sống, cùng thở, cùng ăn, cùng uống và thức dậy mỗi buổi sáng. Rồi, vậy là hiểu rồi. Trời ơi, tôi tưởng nó quen với heo con, ai ngờ cũng quen heo nái. Heo nái gì? Đây, đang chờ cái ngày mà hai ta xum vầy là cũng sắp sửa vô viện dưỡng lão rồi. Heo con là cái nickname thôi. Đọc cuối thư biết bạn gái tôi là trẻ hay già. Anh ơi, ai nói gì kệ họ, miễn sao mình sống hạnh phúc chút đời là được. Tuổi tác không quan trọng, hôn anh tóc tiên. Cái gì? Cái gì? Ông quen tóc tiên luôn hả? Tóc tiên, bạn gái. Trời ơi, ông may mắn gì? Gì? Tóc tiên mà tóc ngắn ngắn hát trong Body By Night hả? Bà tóc tiên bên ai nào? Cô ngắn ngắn đẹp đẹp hát ở trong Body By Night đó. Không có, tôi quen bà tiên làm tóc ở chợ Thủ Đức á. Bà cha vô duyên thiệt. Bà làm tóc chợ Thủ Đức, bà tên tiên, người ta kêu em tóc tiên, tiên làm tóc á. Tôi nói rồi mà cứ cãi tôi, ông cứ cãi tôi. Dễ gì? Thôi kệ, dù sao cũng có tình yêu gọi là cái letter gửi qua gửi lại, cũng có sáng rảnh, chiều rảnh, tối rảnh mở ra đọc, tới đọc lui cũng vui. Còn hơn những người mà không có, sắp chết già, chết mòn đó, trên ghế đá. Ô,
chưa? Alo. À, tôi Trần Liêm Sĩ đây. Xe cấp cứu gọi hả? Cái gì? Thiệt hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Đừng có xúc động quá. Ai chết? Ai chết ông nội? Tôi vui quá mà. Cái gì vui? Tôi nói nghe, tôi hát là tôi thu điện thoại. Cái gì? Tôi hát xong tôi thu vô điện thoại, tôi gửi qua bển. Người ta thích quá thì người ta gọi tôi qua bển. Làm ca sĩ hả? Ừ. Bên nào? À, bên kia bên này. Thúy Nga, Thúy Nga. Lên hương rồi. Lên hương rồi. Vui. Ê, qua xa. Bắt tay. Trời ơi, cuộc đời lên hương rồi. Nói chung là hai mình là ăn ở có đức cho nên trời cho. Cái dòng mà thất đức là phù mỡ. Đúng rồi. Hai ông là lên hương hết á. Mà mỗi lần người ta lên hương là bắt đầu có cái hương qua thỉnh, hương qua đắng, trà trăm nhị tuần ha. Bà là vô duyên. Tôi nói ông nghe nè, tôi nói thiệt á, cái dòng mà ở ác đó, càng ngày càng ác đó, thì suốt đời cô đơn trong hiu quạnh. Còn tôi với ông thấy không, sống thoải mái, thương người, cho nên trời cho tôi tình yêu, trời cho ông sự nghiệp lúc xế chiều. Đúng không? Ủa mà sao biết, sao biết? Bảo vệ kêu báo ra, ra lấy thơ. À thơ bên Mỹ à? Thì tôi qua thấy nha. Khoan. Nè, lấy thơ mà rảnh, ghé phòng y tế. Để làm gì? Lấy cục bông gòn. Gì vậy? Cho chậm máu cho bên kia sắp ói máu. Rồi tôi giúp nha. Chị mà đi cạnh tranh với mấy cưng hả, còn lâu. Chị quẩn là chị ngồi chị điếm hột sàn. Đây 3 ca nè. 6 ca đây, 6 hột đây, tổng cộng là 18 ca, hai bên 36 ca. Ở đây không còn tính ca nữa mà tính xô, tính lon rồi. Thôi bà ơi, đeo mấy cái hột tầm bậy tầm bạ, không có ai học toàn mà đeo phơi bài giữa thiên hạ cho chúng giật hả? Ủa, bởi vậy mới vô viện dưỡng lão mới đeo, ra ngoài đâu có dám đeo, sợ nó giật. Ôi, nói không có căn cứ, không có cơ sở. Không có cơ sở đi thử chưa, mua máy về thử đi cưng. Thôi, nhìn cái mặt là biết khảm tài sắp chết rồi, hôm nay xanh lè xanh lét rồi. Đừng có chù ẻo tôi nha. Thấy cái mặt, đó, thấy chưa, dấu hiệu của những người sắp chết là ho. Có thơ. Đọc cái chơi, bên Mỹ, chắc tiếng Anh không hả? Không. Đây, nghe nè. Kính chào ông Trần Liêm Sĩ. Thấy nước ngoài tên lịch sự không? Bên Mỹ mà, cái gì? Kính chào ra ngoài. Chào chưa có đó. Chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần, nhưng không được. Sau này, nếu không được, chúng tôi sẽ trực tiếp đến nơi. Chúng tôi rất thích tài năng của ông. Và hy vọng ông sẽ hợp tác. Kính chào ông Trần Liêm Sĩ. Ký tên Barito. Ghê không? Lên hương. Chỉ có những người mà sống có đức mới vậy thôi. Vui quá. Cha là vui. Trời trời ơi, con gái ai nấy cũng thiệt vui. Nè, vừa phải ta nghe. Ủa trời, mấy người mà. Trời ơi, đừng có nói con quen với tụi tin đồ ấy, gửi thơ với tay, thơ tay đồ. Tình yêu. Nó mệt quá ông ơi. Tình yêu bà làm gì có. Trời ơi, nói có hay không. Đây, sao tụi chị vậy? Loài chành té bứa đây ha. Gì vậy? Dở qua dở lại trắng nõn không có chữ nào ha. Cái gì vậy? Bị đặt ngôn tình hả? Yeah. Nè có chữ nào đâu. Ông coi đi đó. Cái đó là người ta gửi trên Facebook mà không in là cái mực nó hết pin. Mực nó hết pin gì đó, hết pin hết mực gì đó. In ra không có được. Nè, tại sao ba ngựa chung phòng mà ông lừa dối vậy? Ê, bậy. Anh, tiếng Việt mình nó rõ ràng lắm. Ở chung viện dưỡng lão chứ không có ở chung phòng. Xin lỗi cưng. Thân chưa dướng bụi trần. Thấy gốm á, thân chưa dướng bụi trần, thấy gốm á. Nè, tại sao ông ở chung phòng của tôi mà ông lừa tôi vậy? Hả? Tôi nói thiệt với ông, tôi không việc tôi chơi với người lừa dối. Làm gì dữ vậy? Chắc ông không lừa. Xin chào ông Trần Liêm Sĩ, chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần nhưng không được. Sau lần này nếu không được, chúng tôi sẽ trực tiếp đến tận nơi để đòi nợ. Chúng tôi rất mong ông trả tiền cái đờn guitar thùng mà ông đã mua 2 năm trước. Và hy vọng ông còn chút liêm sĩ mà trả nợ, ký tên Mã Thị Tố.
Vậy mà đọc chữ Marito ngon lành ha. Trời ơi, cái da mặt dày hơn cái da trống nữa ha. Trời đất ơi, bịa nguyên câu chuyện ở bên ở máy di khờ gửi về. Thôi thôi, đây, đừng nói gì hết. Bây giờ hai người im lặng là vừa, để cho chị ra ngoài, chị điếm một sàng ha. Ở đây các em cứ quăng lựu đạn đi. Trời ơi, quẩn ăn ở không quá. Bà hay quá ha, bà hay quá ha. Không hay sao bán vé? Hay quá ha. Ôi giờ sao? Có ảnh hưởng gì không? Nhìn gì? Nổ hơn lựu đạn. Lỗi là ông mới nổ hơn tôi. Thơ tôi còn có chữ, còn thơ ông trắng quá. Thà không có chữ mình bịa ra cho dễ thương, còn có chữ mà từ cái khúc người ta chửi, người ta đòi nợ mình là như bên kia mời. Ai thoại kìa? Không phải điện thoại tôi. Đây nè, bảo quên nè, nghe đi. Nhanh. Ê, nghe gì có sao không? Nghe đại đi. Ông nào kiếm bà đó. Nghe đi, bắt cho biết coi, bắt cho biết coi. Khoan, con yêu. Con yêu hả? Ủa, tôi quen con heo, bảo quen con yêu hả? Bấm cho biết cơ. Alo má hả? Má, má à, con nói má nghe nè, mai mốt á má ở trong bệnh dưỡng lão luôn đi, rồi má cần cái gì á rồi con mua cho má, con gửi tiền vô cho má xài, chứ má đừng có về thăm cháu, lỡ má gây bệnh cho nó sao. Ông nói với má ông á, ở trong chổng cho yên đi, mai mốt chết tôi làm đám ma thiệt lớn. Thôi mà em, để anh nói chuyện với má. Thôi cái gì mà thôi, về lây bệnh cho con tôi rồi sao. Thôi mà, được rồi. Để nghe sao tắt chi vậy? Hết pin rồi. Ôi, 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 ôi. Đây, 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 đây. Ê, ê, bà. Quên cái vỏ. Bà xào mình hả, đúng không, đúng không? Chứ làm gì có, còn bà chửi bà như thú hả? Bởi gì? Ờ, đi ngang. Cảm ơn. À, cảm ơn giữ cái vỏ giùm hột sàn không à. Nặng quá. Ờ, quên. Để điện thoại cho con. Nó tính gửi hột sàn vô nữa mà cản. Con tôi nó cưng tôi lắm. Cứ tiếng hồ phải gọi một lần, tiếng hồ phải gọi một lần vậy đó. Alo. À con hả con? Má nè. Thôi má mệt dữ lắm rồi, má không còn sức để đếm hột sàn nữa đâu con ơi. Con gửi thúng vô cho má đông đi. Ờ. Thôi còn tiền bê cất đi hả? Để im nói chuyện với con. Ờ. Thôi chừng nào công chuyện trong này bận lắm, má đang giúp đỡ mấy ông trong này nè. Bà Liễu. Khi nào má rảnh mới. Cái gì vậy mà? Khi nào má rảnh mới gì à? Ờ. Bà Liễu. Nhà cứ cho mướn hết đi, má không có ở. Liễu à. Cái dây. Điện thoại hết pin mà gọi gì? Hết pin thì kệ nó chứ mắc mớ. Nhìn gì? Hồi nãy nó gọi vô. Con bà nó gọi tôi nghe rồi. Trời ơi, nó thương bà lắm. Nó nói là trời má ơi, sao má vô đó chi ở nhà với con, vợ con thương má lắm. Rồi cháu nhớ má lắm. Tội mấy con mà chỉ thương quá bà. Nó chỉ thương thiệt bà. Công nhận con bà lễ phép lắm. Nói chuyện có đầu có đuôi hết. Ồ. Cảm ơn mấy ông. Cũng biết an ủi tôi quá ha. Con tôi đẻ nó ra mà nó nói chuyện sao tôi không biết à. Mấy năm nay tôi cứ lén lút về thăm cháu, con mình nó đó chứ mấy. Chồng tôi chết hồi nó còn ở trong bụng á, tôi ở vậy nuôi nó lớn rồi cũng cưới vợ cho nó. Nó có con đi. Con vợ nó biết tôi bệnh, không có thích tôi ở trong nhà nữa, nên nó đưa tôi vô đây. Thôi mấy ông biết rồi, giấu chi nữa. Ai cũng có hoàn cảnh thôi. Lúc mà vợ tôi còn sống,
tôi lo ăn chơi cờ bạc, rồi vợ nó cũng bệnh không biết, xong ấy đi chơi miết, xong ấy tới ngày bác sĩ nói tôi về đi, hết cứu rồi, trong cái vợ chết trong một mình, không có một cái buồn trong ấy vô luôn. Còn tôi á, một ngày đẹp trời tôi về nhà thấy đồ đạc trong nhà lộn xộn, tiền bạc trong nhà không còn một cắc, tìm một hồi á mới thấy một cái lá thơ vợ tôi để lại. Bà nói bà phải đi là ở với người khác, tại vì sống với tôi mà tôi không mang lại cho bà một đứa con. Nhưng mà cũng không phải lỗi bà đâu, lỗi của tôi, tôi vô sinh mà. Nhưng mà vô đây gặp hai anh chị đây, mình bỏ qua chuyện cũ đi, mình phải vui lên đúng không? Bây giờ buồn làm cái gì, mình phải hát, mình phải cười. Ủa à, còn nhiêu ngày sống ở đâu buồn làm vậy? Dạ sắp chết là vui, được ngày nào vui. Ông nhớ đó nghe. Nhớ sao nhớ. Nay không có gây chuyện với tôi nữa nghe. À, bà có chết tôi cũng gây như thường. Thôi. Dạ, vô duyên rồi gây chứ sao? Bà ơi, nói đã gây rồi. Bây giờ gây chứ sao? Thôi. Nhìn mặt không ưa. Ôi cho mắc mơ gì ưa ai ưa ông? Có mắc mơ gì tôi ưa bà? Thôi tôi can đi. Can tôi cũng không ưa ông luôn. Cái gì vậy? Ông ra ông gai tôi ưa gì đó. Ra ngoài chơi với dế đi, ở đây không có người đâu. Ê nói chung là còn sống ngày nào vui ngày đó. Mình phải vui đi. Vui. Ra. Vui mẹ. Em đi em ơi. À hãy để dấu những dòng lệ rơi. Hát đi bà. Hãy ngơ ngác nhìn đời. Vì đổi thay ta mang tiếng cười, ta không thèm làm người, ta làm chim trên rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người, ta làm mây bay khắp phương trời. Cười lên đi em ơi, cười tươi giống như dòng lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời đi bà cô. Đổi thay ta mang tiếng cười, không cần cuộc đời toàn những chê bai và ganh ghét. Ta không cần cuộc đời, ta đang chim bay khắp phương trời. Liễu, má con biết là má thương con như... thương cháu, nhưng mà má bà hết nợ với Trần Giang rồi ông ơi, không có vui má ơi. Thôi má lỡ thương con rồi, má thương cho cháu nha má. Bà đi thanh thản nha Liễu. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp sông chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đập
Toàn là ba cái thơ đòi nợ với quảng cáo không. Alo. Alo. Ừ, ai vậy? Dạ, xin lỗi, có phải là văn phòng luật sư Chí Tài không dạ? Dạ phải. Vậy luật sư có trong văn phòng không dạ? Tôi đang trong văn phòng tôi mà. Ủa sao tôi đâu thấy đâu? Tôi sau lưng cô nè. Ủa? Trời ơi, vô tới đây mà còn nói xeo chi cho nó tốn tiền. Biết sao không? Quen rồi, sang quen rồi. Nhiều khi sát bên cũng cầm điện thoại bóc gọi. Chào cô. Dạ, chào luật sư. À, cô có thể cho tôi biết tên được không? Em hả? Em tên là Hương Thủy. Hương Thủy? Cái gì Hương Thủy? Dạ, chế Hương Thủy. Trời đất ơi, ba cô bây giờ khỏe không? Ủa, luật sư biết ba tôi nữa hả? Trời ơi, biết sao không biết? Ông nổi tiếng lắm. Ủa, là ai vậy? Ca sĩ Chế Linh á. Đâu phải đâu. Bộ ai họ Chế là cũng phải con của Chế Linh chứ hả? Ủa, vậy không phải hả? Không phải. Xin lỗi. À, bữa nay tới đây có chuyện gì đây? Thì tới tìm luật sư để ly dị, chứ tới tìm luật sư làm gì? Cái gì? Ly dị hả? Ừ. Làm ơn đứng xa xa chút đi. Sao vậy? Đứng xa xa chút đi. Đứng gần dễ bị hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Đẹp trai khổ lắm người ơi. Trời ơi trời, con ống tự tin dễ sợ chưa kìa. Cô có thể cho tôi biết là lý do nào cô ly dị chồng? À, chồng cô cờ bạc. Trước có giờ không? Hút chích. Trước có giờ không? Rượu chè. Trước cũng có giờ cũng không luôn. Trước có bây giờ không, một con người quá hoàn hảo vậy tại sao phải ly dị? Thì, cô thương chồng cô không? Thương chứ. Hay là chồng cô bị khùng? Anh khùng quá có, tự nhiên nói chồng tôi khùng. Chứ tại sao, lý do nào mà ly dị? Thì bây giờ khó nói quá. Không ấy luật sư có cây gì cho mượn đỡ đi. Cây gì? Thì cây viết á. Ủa vậy hả, cây viết hả? Tôi tưởng văn phòng tôi đâu có cây gì đâu. Trời ơi, thì văn phòng phải có cây viết chứ. Từ có từ cây đã, gì? Tôi nói rồi, đột ngột tôi đó, tôi kiếm. Có không? Nè có nè. Ê, trời đất ơi, cây viết luật sư bự dữ vậy hả? Luật sư vậy không, cỡ đó không á. Trời, luật sư nói sao chứ, mà hỏi tôi lại văn phòng kia kìa. Ông luật sư kia ông đưa tôi cây ấm nhách về thòn à. Ừ. Trời ơi, cái đó là viết chì cô ơi. Ủa vậy cô hả? Cô này là viết quyến tử. Ồ. Thấy không? Rồi sao? Lấy thì viết làm gì đây? Bây giờ tôi ví dụ nè ha. À. Chồng tôi là cây viết này nè. Ừ. Thấy không? Ừ. Nhưng mà ổng... Sao? Ổng... Ổng sao? Ổng hết mực á. Hết mực? Ừ. Lão, đứa nào nói tao hết mực? Ai? Tiếng nói ai mà nghe hùng hồn vậy? Ai? Tao nè. Trời đất ơi. Nghĩ sao tướng đi đẹp vậy mày kêu hết mực? Trời ơi, không chừng tao mực nhiều rồi tao đi không nổi sao? Cô ơi, đi ly dị không đem chồng theo, đem ông nội ngoại theo chi vậy? Trời ơi, chồng của tôi đó. À, chết cha. Chồng hả? À, xin lỗi nha. Dạ. À, được rồi. Có mặt hai người thì dễ làm việc hơn. À, bây giờ mời cô bước qua bên này. À. Dạ, mời cụ bước qua bên này. Ủa, xin lỗi, luật sư mới mời ai hả? Dạ, con mời cụ. Nhiều tuổi mà vô duyên muộn hả? Nghĩ sao ta đi hai vợ chồng mày mời vợ ta mày mời em mày mời ta mày quất cái tớ cụ là sao? Mời vợ cho nó ngang hàng trang lứa cho nó trăm năm hạnh phúc coi. Cho nó nhí nhảnh chút coi. Dạ. Dạ. Em mời anh bước qua bên này. Đó, mời vậy là anh nhí nhảnh liền á. Dạ, mà nhí nhảnh ghê. Qua rồi. À, thấy ơi. À, sẵn đây cho em hỏi anh ấy được bao nhiêu tuổi vậy? Hỏi tuổi anh hả? Dạ. Em nhìn mặt anh háp háp vậy chứ lớn hơn em không nhiêu đâu. Dạ hả? Năm nay anh 79. Dạ. Mày sinh năm 80 phải không? Dạ đúng rồi. Tính số anh hơn mày có số hả? 79, 80. Trời ơi, chưa thấy ai khôn dung già này. Lấy tuổi mình so năm sinh người khác. Miễn sao có số so thôi chứ. Phải rồi. Nghe tuổi là biết trâu già khoái gặm cỏ non. Ê kệ ông nội tao nghe mày. Tao còn cặp nú không mà tao ngắm tao gặm được tao gặm nha. Mà tao gặm cỏ ngoài đường cho bộ tao chui vô từ đường nhà mày tao gặm hả? Sư thôi mà. Thôi được rồi.
À, bây giờ hai người có thể nói cho tôi nghe là hai người gặp nhau trong trường hợp nào? Để em kể luật sư nghe. Sao? À, tôi với ổng quen á một chỗ á, rất là dễ thương, rất là thơ mộng, rất là mùi. Công viên phải không? Không. Cà phê máy lạnh? Cũng không luôn. Thấy chưa, ở đâu? Trong tiệm bún mắm á. Hả? Trời ơi, bún mắm mà sao lãng mạn mùi mẫn được cô? Thì bún mắm mà không có mùi, cái gì có mùi mày? Rồi sau đó thì sao nữa? Lúc đó bà ngồi trong trong tiệm đó. Dạ. Tôi bước vô. Dạ. Vô tình bà làm rớt một món đồ. À, rớt món đồ đi. Đó, ví dụ đi. Ừ. Rồi bà mới cúi xuống bà lụm. Dạ. Mình đàn ông mình gà ra mà, gà lăng mà. Ừ. Tôi cũng cúi xuống tôi lụm, tình cờ tay tôi nắm tay bà. Rồi sao? Tự nhiên lúc đó nhà hàng nó bật nhạc lên, cái hai đứa tôi nhìn nhau cái phim Hồng Kông. Ủa? Phim Hồng Kông là sao? Nắm tay cái yêu luôn. Trời ơi, ông anh nói em phải để ý nha. Hồng Kông mà hãy thấy nắm tay cái có nhạc lên là yêu à. Để là thí dụ ra nha. À, thí dụ như là đây là cuốn sổ. Anh làm rớt xuống. Em cúi xuống lượm đi. Rồi anh cũng cúi xuống lượm. Tình cờ tay anh nắm lấy tay em. Tình cờ cái mỏ mày chảy máu nè. Cái gì vậy? Mày có tin là mày vô tình mày lụm cuốn tập mà mày phải cố tình mày lụm răng mày không? Bà nội cha mày tao hốt mày nha. Tao chưa ly dị mà mày dê vợ tao là sao? Dạ không có, làm thí dụ thôi mà ông anh. Thí dụ nhiều thứ chứ. Dạ. Bây giờ sau đó thì xin bỏ đó, Hồng Kông thì sao nữa? Sau đó hai đứa tôi mới mần đám cưới. Trời đất ơi, làm gì nhanh như tên lửa vậy? Luật sư không nghe ông bà mình có câu hả? Câu gì? Cưới vợ thì cưới liền tay, đừng để lâu ngày. Sao? Tao chết. Ủa? Sao chết kỳ vậy? Già chết chứ sao vậy? Mày học tới luật sư mà có cái già chết mày cũng không hiểu hả? Tại sao hai người yêu nhau ha, cưới nhau lẹ vậy? Tại sao bây giờ mới ly dị? Thì tôi hỏi luật sư nghe nè, tôi trẻ đẹp như vậy nè, nhiều khi tôi thích đi quán bar, tôi thích đi nhảy đầm, tôi thích đi vũ trường. Vậy mà ổng cũng đòi theo, thì tôi cũng chiều ổng, tôi cho ổng theo tôi. Cái tôi dẫn ổng đi, cái bữa đó vô cái quán bar, tự nhiên tôi mở cửa ra nhạc sập sình, cái ổng xỉu à. Trời ơi, xỉu cũng kể chi vậy? Trời ơi, biết ổng già yếu như vậy, yêu chi rồi giờ than khổ. Nhưng mà hồi đó tôi lấy ổng cũng vì lo cho gia đình tôi nữa đó. À, hy sinh cho gia đình. Nói như vậy là từ xưa tới giờ, từ xưa tới giờ em lấy tôi chỉ vì tiền thôi hả? Chứ ông nghĩ sao? Ý trời, nói câu nghe nhẹ nhàng mà như tạt thao nước cho mặt người ta vậy. Né qua một bên, tao nổi điên rồi đó. Còn em, vậy là tôi đã hiểu lầm. Từ xưa tới giờ tôi cứ tưởng em lấy tôi là vì nhan sắc chứ. Hả? Trời ơi, bước xuống đi cụ ơi. Câu này tôi bị hố quá. Hố lắm rồi. Trời ơi, nhan sắc. Tự tin còn hơn tôi. Thế rồi, cái đó tôi biết rồi. Nhiều khi tôi tự soi gương, tự ói mình. Ổng như vậy hả? Lấy làm chi? Rồi ly dị tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng mà chuyện đó bỏ qua một bên đi. Tôi nói luật sư nghe nè, tôi là con gái lớn lên, lấy chồng thì phải theo chồng. Cực khổ nhiều tôi cũng chịu hết trơn á. Nhưng mà nhiều khi tôi chỉ cần có một đứa con thôi à. Mà ổng thì... Là sao? Thì luật sư hỏi ổng đi. Ê ông anh, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Lại đây. Đang nói chuyện bỏ ở đâu vậy? Tính vô trọng kiếm miếng sâm muốn. Nhà tôi thì có sâm xiết cái chồng. Đây nè, cổ muốn con, sao ông không ráng cho cổ một đứa con? Hử? Luật sư. Sao? Tôi lại luật sư. Thôi đừng lại. Luật sư còn câu hỏi nào có duyên hơn này chút xíu á. Bỏ câu này đi. Câu này là có duyên nhất của tôi rồi đó. Nói nghe nè. Sao? Duyên hay vấn đề này là vấn đề tế nhị. Tôi biết luật sư hiểu mà. Đó. Cảm ơn, hiểu rồi. Hiểu rồi. Nói về ông anh đây đã hết.
Tôi biết mà. Tóm lại là ông anh thì đã hết. Nói tóm lại lần nữa thì là ông anh thì đã hết. Chi quát. Mày vừa bụng mày chứ thằng ôn dịch. Mày nói mày hiểu rồi, mày đưa cái viết ra tao đè vô, mày đưa ra tao đè vô rồi chưa vừa bụng mày hả? Vậy thôi tao nói quỵt tẹt lên cho rồi. Hiểu lầm mà. À, rồi sao ông không ráng cho cổ đứa con? Tôi nói cho luật sư nghe, ai lại không biết điều đó. Tôi biết cổ là phụ nữ, cô cũng cần có một đứa con. Chính bản thân tôi cũng cần có một đứa con vậy. Không, nhưng mà bây giờ đó tôi không có, đáng lý ra cổ phải chờ tôi chứ. Đúng. Bây giờ không có, không chừng 6 tháng hàng năm sau nó có sao? Hên xui mà. Đúng. Đó, bởi vì đêm nào bác cũng biểu tôi ăn gà ác tìm thuốc bác hết. Nhưng mà vừa rồi nó bị dịch cúm gà, nó ngưng thời gian, nó đuối ngang ai biết. Đó là ý trời chứ không phải ý tôi. Mà nói luật sư nghe, thương bả lắm tôi mới ăn gà ác, chưa có thằng đàn ông nào mà chịu đựng như tôi đâu. Sao vậy? Bà mua 30 con gà ác bà bỏ trong tủ lạnh, bà cắt 30 thang thuốc bắc về, mỗi ngày bà hầm cho tôi ăn một con. Tôi ăn 4 ngày đầu tôi còn biết con đó là con gà ác. Bà mẹ nó, tôi quất tới ngày thứ 10 cái mặt tôi còn ác hơn con gà. Trời ơi cô ơi, ông nói như vậy tại sao cô không ráng chờ? Chờ gì? Nói tới gà ác tôi mới nói cho luật sư nghe nè. Sao? Ờ thì cho ông ăn gà ác, cái tự dưng cái ông ăn kêu chứ em ơi đi vô phòng. Cái đừng tôi... có kể, thằng luật sư này nó nhiều chuyện. Nó đem ra ngoài phố nó bỏ sỉ luôn đó. Sao? Phải biết, phải biết làm gì. Thấy mặt chứ. Là biết nhiều chuyện rồi, đừng có kể mắc cỡ chứ. Thôi mà cứ kể. Tôi thấy vậy cái tôi cũng, ổng nắm tay tôi cái đi vô trong phòng, cái ổng nắm cái nút, nút gì, nút đèn ổng dặn tắt, xong rồi cái tôi chớp chớp mắt nhìn ổng. Cái ổng cũng chớp chớp mắt nhìn tôi. Tôi mắc cỡ cái tôi nhắm mắt lại, ổng cũng nhắm mắt, xong tôi mở mắt ra cái ổng ngủ. À hả? Chị kia con của trời, nói một cái tôi muốn ngủ thiệt rồi. Trời đất ơi, nhưng mà cô à, dầu gì đi nữa thì ổng cũng đã từ bỏ những thói hư thật xấu hồi lúc còn trẻ rồi hả? Lấy con hả? Cô còn đòi hỏi ổng nhiều điều gì nữa, thấy không? Tôi nói cho cô nghe, sống ở trên đời á chưa chắc cái gì muốn mà mình xuống nào cũng được, thấy không? Bây giờ cô nói ổng là không có con, hay cô có chắc rằng cô lấy người đàn ông khác cô sẽ có con hay không? Luật sư, xin lỗi tôi vô duyên. Không không, câu này anh thấy em có duyên nhất hồi nãy giờ. Mày nói câu này là có duyên nè. Bây giờ em là thần tượng của qua rồi. Câu này em nói có duyên. Bây giờ em thử thách bà lấy em đi. Nếu có con tôi con em luôn. Hả? Xin lỗi, câu này anh vô duyên hơn nè. Đúng vậy. Bây giờ tôi hỏi hai người lần chót, hai người quyết định ly dị phải không? Yên lặng. Yên lặng có nghĩa là đồng ý. Được, tôi giúp hai người. Nhưng mà trước khi làm thủ tục thì tôi muốn nói hai người một cái vấn đề rất quan trọng. Đó là vấn đề tài sản. Tài sản của ông trước khi gặp cô ta gồm có những gì? Và sau khi cô ta, tài sản gồm những gì? Tài sản ông, đó là vấn đề rất là quan trọng trong vấn đề ly dị. Tôi nói à, có chuẩn bị trước ha. Very good, very good. Hả? Cái gì? Tất cả tài sản của ông đều dành hết cho cô ta. Vậy thì phần tài sản còn lại của ông là cái gì? Tài sản của tôi, tài sản của cả cuộc đời tôi chính là cô ta đó.